cho mình cái má cái sợi chảy xuống luôn. Này ở Thanh Đa Quán nha các bạn. Hello bạn, cái cuối tuần này cái má mình nói thôi rủ nhau đi qua bên Houston ăn cá kho tộ canh chua nữa đi. Cái mình nói mới vừa ăn mà ta, mới ăn nữa cơm tấm thằng Kiều mình làm video mấy tuần trước đó. Cái xong cái mình nói thôi thôi kệ nước ăn vậy thôi, mình để mình gọi một bạn ở bên Houston hỏi coi có chỗ nào ngon mà nó giới thiệu nó bên đó nên biết. Cái thì nó kêu đi qua thử cái Thanh Đa Quán đi. Cái Thanh Đa Quán thì cũng rất là gần gũi, cái tên cũng nghe gần gũi với mình ha, với dân Sài Gòn đó. Cái mà cái này là lại là cái chỗ miếng măng vịt, ủa nổi tiếng về vịt nữa. Cái mình thì thầy vô đây cái mình chưa kịp gì hết thì má lại ba mình lại đổi ý đi ăn cơm tấm sườn mấy rồi. Mà hai người này thích cái món này lạ kỳ lạ, lại vô đây cái món vịt ăn. Mình thôi quay qua mình ăn cái miếng măng vịt. Thôi mấy bạn có gì mấy bạn ăn cơm với gia đình mình nha. Vô ăn trúng cái món yêu thích của ba má mình mà hai người không cười nổi nữa. Nhìn buồn hiu ăn giống như là đói bụng hay là đi làm về mệt đuối hay sao cưỡng nổi. Rồi để coi cái phần cơm tấm của ba má mình nha. Một cái miếng sườn tổ bố, hai miếng sườn luôn bạn, một miếng chả cũng khủng lồ, rồi thêm bì. Đó. Nhìn cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà mình tại mình qua đây rồi cái mình chỉ thích cái món sườn bên Việt Nam, mà cách nướng bên Việt Nam bạn, bên đây thì mình cái kiểu mình chiên nướng lò mình không thích. Cái phần của mình thì nhìn không được miếng không được nhiều, nhưng cái dĩa hấp dẫn vậy và đẹp không, nhìn có gỏi rồi có tí xíu gỏi vịt ở trên rồi cái đậu phộng hành tơ khôn nữa, nhìn đã bạn. Mình mà khoái nhất là cái này nè, mình khoái cái miếng nè, nhưng mà măng á mình thích măng nhiều hơn bạn, măng hết ít các bạn, rau răm nữa nhiều ha, phải bên mình thì nó nhiều hơn chút xíu, rồi măng khô nhiều nhìn này nọ nó mới ngon. Bà đó bụng dữ lắm, ăn không kịp nói chuyện luôn bạn. Nó đùa chứ. Cái mình thì cơm tấm á, mình thích kiểu Việt Nam á bạn, trên cái miếng cơm cái để mỡ hành lên trên á. Chứ nó thấm xuống cái chan miếng nước mắm vô, trời nó ăn sướng miệng gì đâu. Nhất là có tấm mỡ này nọ đó ăn bụp đã mà. Má cám dỗ mình, má nói ngon lắm, ăn thử đi, ăn thử đi. Thôi mình cũng thử cái bạn, thử cái cơm thử coi, chan miếng nước mắm vô ha. Mình vậy mình phải thêm miếng mỡ nó mới ngon, mình thường khoái là khoái vậy á. Có mà mỡ tấp mỡ rồi cái nó ngọt ngọt á, ngon quá. Thường á thì cái cơm tấm bên đây nó không có mềm, họ nó không có tươi như là cái cảm giác ngon như là cái cơm tấm bên mình đó bạn. Chắc có lẽ do họ bán không có nhiều á, nhưng mà cái này mềm cả ngon. Cái miếng chả cũng ngon các bạn. Mà nước mắm á đối với mình á thì nước mắm cái này hơi có vị hơi ngọt. Mình thích nó ít ngọt hơn chút xíu. Cái chả nó cũng ngon bạn. Còn bì thì mình đối với mình thì thấy nó dường như chỗ nào nó cũng giống nhau. Ngon hay không là nhờ cái cơm thôi bạn, cơm với nước mắm. Cái này nó quan trọng nhất là hai cái món này các bạn. Vui cái nãy giờ mình có cái tô bún của mình mà mình ăn cơm ké với của má mình không bạn. Vậy thôi dễ cho con miếng thử. Coi ông của bạn ăn không thèm nói chuyện luôn. Nhiều quá vậy. Dính đều luôn rồi. Xé ra mực thôi. Đây bạn. Đây. Đây nha. Sườn ngon mềm. Sườn mềm. Nó phải có tí màu nó mới đẹp. Mình không biết mình làm nó có màu chắc trên miếng cơm. Ăn ké mà. Ngon. Lâu lắm mới ăn cơm. Bây giờ mình quay qua mình trả lời ăn cái tô của mình các bạn. Có cái cục huyết các bạn, mà phải có được huyết vịt mà huyết vịt mà có cái nếp á các bạn, giống như miền Tây mình làm nó ngon hơn các bạn. Này nhưng mà này chắc huyết heo á các bạn. Mình nãy giờ để nó cũng hơi bị mềm các bạn. Mình thì thích miếng rồi, với lại mình mà thích nhiều măng khô các bạn. Mình biết là cái kiểu như vậy, nhưng mà mình thích nó nhiều măng khô hơn. Rồi cái bên vịt này cũng vậy, vịt này thì nhiều các bạn. Mình rất là thích ăn vịt luôn á. Đó, thấy chưa, mềm mềm. Họ nấu rất là hay các bạn, nấu không có mềm quá mà cũng không có dai quá đó. Cắn cắn đó, còn cái vị béo béo của vịt đó mình nó như là nó chưa ra hết nước, ngon. Thích vậy. Ở nhà mình nhiều khi mình nấu cái mềm quá hoặc là dai quá.
Các bạn biết trong cái gỏi vịt kéo cái gì thì làm cho nó ngon thêm nữa không? Bắp chuối hoặc là chuối cây á bạn. Ở bên mình, ở miền Tây mình hay làm cái vậy á. Mà bên đây thì như là không, thường thường không có ăn chuối cây. Mà bắp chuối thì lại cũng ít nữa. Chủ yếu là bắp cải á bạn. Nước họ niêm ngon bạn. Mà ở nhà mình thường thường không có nấu được ngon như vậy bạn. Thì miếng vịt đi. Thì miếng vịt nữa ha. Vịt đi. Nước mắm cũng vậy nữa. Họ làm nó ngọt ngọt, nó đậm đậm sao mà. Nó nhìn ăn đã lắm. Cái đĩa gỏi vịt vịt rất là ấn tượng các bạn, nhìn nó đẹp. Còn bên cơm thì ba má mình cũng thích lắm, nói là cái sườn chiên nó làm nó không có bị khô. Thường thường cái sườn này nó hay dễ bị khô mà, nhưng mà ông bà nói ăn rất ngon, là vừa ăn cái vị cũng đối với mình cũng được cũng thích, nhưng mà tại do mình không có hảo cái món này lắm á, cho nên nhưng mà ông bà thì ba má mình lúc nào cũng thích, cho hai người cũng chấm luôn cái món này. Nhưng mà hẹn sẽ lần sau tụi mình sẽ trở lại ăn cái phần cơm gia đình thử coi nó như thế nào các bạn. Tại mình coi sơ qua thì thay vì cái có một vài cái dĩa, cái phần ăn nó sẽ khác so với Thượng Kiều. Thay vì gà luộc thì đây là vịt luộc rồi này nọ đó, mình sẽ ăn thử rồi có gì lần sau mình trở lại mình chia sẻ cái món đó với mấy bạn nha. Cái về cái đĩa gỏi vịt này thì không có gì phải chê, nhưng mà đẹp thì cũng khá đẹp, nhưng mà chỉ có một cái điểm trừ là ít, đối với mình á là ít bắp chuối quá, mình thích nó nhiều bắp chuối hơn, hoặc là thêm chuối cây này nọ. Ở trên đây thì cũng có hành phi, đậu phộng, rồi rau răm phải nhiều lên nữa. Rồi đối với mình là vậy, mình thích mà xanh đỏ này kia. Nhiều khi cái khẩu vị, cái mắt của mình, thẩm mỹ của mình nó không giống ai, nhưng mà cái đó là do cái nhận xét của mình. Nhiều khi mình nói nó ngon hay nó dở cũng không có phải là chính xác đâu nha bạn. Ăn xong mấy bạn cũng đừng có quên ghé qua một cái tiệm chè nào đó làm vài ly chè ha, hay là một cái ly nước mát hay trà sữa. Ở đây thì vô số trà sữa, nước mát rồi chè này nọ luôn nha, mấy bạn đừng quên nha. Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng với gia đình mình ghé qua cái quán Thanh Đa Quán để ăn cái phần cơm tấm với lại bún ăn vịt này ha. Rồi chắc có lẽ mình sẽ quay lại đây ăn cái cơm phần gia đình cá kho tộ canh chua do má mình cứ muốn ăn đây hoài. Rồi hẹn gặp lại mấy bạn trong mấy video sau.